lời Chúa thứ tư tuần thứ ba mùa giọng Matthew chương 1 câu 1 tới câu 17. Lời Chúa: Gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David. Matthew chương 1 câu 1. Câu chuyện minh họa: trong một gia đình nọ có một người con bất hạnh. Lẽ ra gia đình phải thương yêu anh ta nhiều hơn, vì anh là người đã gánh mọi đau khổ bất hạnh cho tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng mọi người trong gia đình đều coi thường và ghét bỏ anh, vì họ cho rằng anh luôn là người gây ra xui xẻo cho gia đình. Anh cam chịu nỗi đau ấy và sống vui đời sống tình yêu và phó thác hoàn toàn cho Chúa qua lời cầu nguyện. Suy niệm: Tin mừng Thánh Matthew giới thiệu gia phả Đức Giêsu để nói rằng Đức Giêsu chính là con cháu của Abraham, người được Chúa chọn. Vì thế gia phả này bắt đầu với Abraham. Đồng thời tuy là con Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu cũng là người thật, có cha có mẹ và thuộc về một dòng họ rõ ràng, chi tộc Giuđa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức sống tốt để xứng đáng với đức tin của tổ phụ chúng con là Abraham.